Cô chào các em học sinh lớp 5. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bước vào tiết khoa học của tuần 26 nhé. Đầu tiên, cô sẽ tiến hành kiểm tra bài cũ. Hãy chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau. Câu thứ nhất, đồng có tính chất gì? A. Cứng, có tính đàn hồi. B. Trong suốt, không gỉ, cứng nhưng dễ vỡ. C. Có màu đỏ nâu, có ánh kim, dẫn nhiệt và dẫn điện tốt. Đáp án chính xác đó là câu C. Đồng có màu đỏ nâu, có ánh kim, dẫn nhiệt và dẫn điện tốt. Câu hỏi số 2. Thép được sử dụng để làm gì? A. Làm đồ điện. B. Dùng trong xây dựng nhà cửa, cầu bắc qua sông, đường ray tàu hỏa, máy móc. C. Làm dây điện. Đáp án chính xác đó là câu B. Thép được dùng trong xây dựng nhà cửa, cầu bắc qua sông, đường ray tàu hỏa, máy móc. Câu số 3. Kể tên một số đồ dùng, máy móc sử dụng năng lượng điện. Đó chính là tivi, tủ lạnh, quạt, nồi cơm điện, máy vi tính, bóng đèn, đèn học sinh. Cô vừa tiến hành kiểm tra bài cũ của các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bước vào một chương mới có tên là Thực vật và động vật. Với bài học đầu tiên của chương đó là bài Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. Ở hoạt động 1, chúng ta sẽ cùng nhau nhận biết cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. Cô có hai hình ảnh. Các bạn hãy nói tên cây và cơ quan sinh sản của các cây. Hình đầu tiên đó là cây dông riềng và hình thứ hai đó là cây phượng. Các bạn quan sát mũi tên. Đây là hoa dông riềng và đây là hoa phượng. Vậy chúng ta nói cơ quan sinh sản của cây dông riềng là hoa và cơ quan sinh sản của cây phượng cũng là hoa. Cây dông riềng và cây phượng có đặc điểm gì chung? Cây dông riềng và cây phượng đều là thực vật có hoa, có cơ quan sinh sản là hoa. Vậy cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là gì? Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là hoa. Chúng ta cùng bước vào hoạt động 2, phân biệt nhị và nhụy, hoa đực và hoa cái. Cô có hai hình ảnh đó là hình 3 và hình 4. Các bạn hãy cho cô biết hình 3 và hình 4 là hoa gì? Chỉ vào nhị và nhụy của các hoa đó. Đầu tiên ở hình 3 ta thấy đây là hoa râm bụt. Ở hoa râm bụt, phần màu vàng nhỏ là nhị, có khả năng tạo phấn. Đây là nhị. Còn phần màu đỏ đậm to là nhụy, có khả năng tạo hạt. Đây là nhụy của hoa râm bụt. Tiếp theo ta thấy hình ảnh của hoa sen. Ở hoa sen, nhị là những cái tơ nhỏ màu vàng ở phía dưới. Đây là nhị của hoa sen. Còn nhụy là những cái chấm đỏ có lồi lên một chút. Đây là nhụy. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng bước vào hình số 5. Với hình 5A và hình 5B,
Các bạn hãy cho cô biết hình 5A và hình 5B là hoa gì? Hoa nào là hoa đực? Hoa nào là hoa cái? Và tại sao có thể phân biệt được hoa đực và hoa cái? Ta thấy hình 5A là hoa mướp đực, hình 5B là hoa mướp cái. Ở hoa mướp cái, phần từ nách lá đến đài hoa có hình dạng giống như quả mướp nhỏ. Đây là hình ảnh hoa mướp cái. Từ phần nách đến đài hoa có hình dạng như giống như là quả mướp nhỏ này các bạn. Hoa mướp đực có nhị hay nhụy? Hoa mướp cái có nhị hay nhụy? Ta thấy hoa mướp đực có nhị và hoa mướp cái có nhụy. Hoa râm bụt, hoa sen có gì khác với hoa mướp? Hoa râm bụt, hoa sen thì trên một bông hoa có cả nhị và nhụy, gọi là hoa lưỡng tính. Còn hoa mướp, trên một bông hoa chỉ có nhị hoặc là nhụy, gọi là hoa đơn tính. Kết luận: trên một bông hoa có cả nhị và nhụy, gọi là hoa lưỡng tính. Ví dụ như là hoa sen, râm bụt, phượng, mận, đào, dông riền. Trên một bông hoa chỉ có nhị hoặc nhụy gọi là hoa đơn tính. Ví dụ như hoa bầu, hoa bí, mướp, dưa chuột, khổ hoa. Đây là một số hình ảnh hoa có cả nhị và nhụy, gọi là hoa lưỡng tính. Và một số hoa chỉ có nhị hoặc là nhụy, hay còn gọi là hoa đơn tính. Ví dụ như hoa bầu, hoa bí, hoa khổ hoa. Hãy chỉ và nói tên từng bộ phận của nhị và nhụy qua hình ảnh sau đây. Hình ảnh này cô chia các bộ phận thành những chữ cái. Đó là chữ A, chữ B, chữ C, chữ D, chữ E và chữ G. Đầu tiên, A đó là bao phấn và B đó là chỉ nhị. Chúng ta có hai chỉ nhị. Vậy thì chúng ta nói nhị gồm bao phấn và chỉ nhị. C đó là đầu nhụy. D là vòi nhụy. E là bầu nhụy. Và G là noãn. Vậy thì ta nói nhụy gồm đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy, noãn. Cô nhắc lại, nhị gồm bao phấn, chỉ nhị. Còn nhụy gồm đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy và noãn. Cô tổng hợp lại nội dung bài học. Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị, cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy. Một số cây có hoa đực riêng, hoa cái riêng. Ở đa số cây khác, trên cùng một hoa có cả nhị
và nhụy. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng bước vào phần củng cố. Các bạn hãy chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau. Câu thứ nhất, cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là gì? A. Trái. B. Hoa. Đáp án đúng là câu B. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là hoa. Câu số 2, cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa gọi là gì? A. Nhị. B. Nhụy. Đáp án chính xác đó là câu A. Nhị. Cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa gọi là nhị. Câu số 3, cơ quan sinh dục cái của thực vật có hoa được gọi là gì? A. Nhị. B. Nhụy. Đáp án chính xác đó là B. Nhụy. Cơ quan sinh dục cái của thực vật có hoa được gọi là nhụy. Câu số 4, hoa có cả nhị và nhụy gọi là hoa gì? A. Hoa lưỡng tính. B. Hoa đơn tính. Đáp án chính xác đó là câu A. Hoa lưỡng tính. Hoa có cả nhị và nhụy được gọi là hoa lưỡng tính. Câu số 5, hoa chỉ có nhị hoặc nhụy gọi là hoa gì? A. Hoa lưỡng tính. B. Hoa đơn tính. Đáp án chính xác đó là câu B. Hoa đơn tính. Hoa chỉ có nhị hoặc nhụy gọi là hoa đơn tính. Bài học chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn về nhà hãy học ghi nhớ và xem bài tiếp theo cho cô nhé. Cô chào tạm biệt các bạn.